Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát đi thông báo tìm bị hại trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỷ đồng liên quan đến bị can Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1987, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình. Được biết, Lê Thị Thanh Thủy từng là cựu nhân viên ngân hàng của một chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thủy cùng với Hoàng Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1988, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, thường khoe là quen thân với các cán bộ lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có nhiều mối quan hệ, có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng. Lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn, mục đích là để lừa đảo. Với chiêu bài nói trên, các đối tượng đã nhận tiền của 6 bị hại trên địa bàn thành phố Đồng Hới với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác. Mở rộng điều tra, Công an Quảng Bình xác định hai bị can trên còn lừa tiền của nhiều nạn nhân khác với số tiền hơn 110 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo ai bị Lê Thị Thanh Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức thủ đoạn trên thì báo với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình số 1 Nguyễn Trãi, thành phố Đồng Hới gặp điều tra viên Hoàng Trung Thành theo số điện thoại 0944 428 088 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đỗ trên phố Ngô Thị Sĩ, quận Hà Đông, Hà Nội, một chiếc xe BMW đã bất ngờ bốc cháy vào giữa trưa nay, mùng 2 tháng 5. Vâng và đến chiều nay, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận vụ cháy và cho biết may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ hôm nay mùng 2 tháng 5, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo từ Công an phường Vạn Phúc về việc ô tô nhãn hiệu BMW đang bốc cháy trên phố Ngô Thị Sĩ, Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện xuống hiện trường dập lửa. Tại hiện trường ngọn lửa bùng lên dữ dội, lực lượng chức năng đã cố gắng khống chế. Khoảng 10 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên toàn bộ ô tô đã bị thiêu rụi trơ khung. Theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông, ô tô này đỗ ở phố Ngô Thị Sĩ và tự bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự việc không có người bên trong. Qua khai thác thông tin từ người dân sinh sống gần hiện trường vụ việc, ô tô này đổ trên phố Ngô Thị Sĩ đã được vài ngày. Hiện cơ quan công an đang tìm chủ phương tiện và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 3 phút 30 giây phản ánh cán bộ cảnh sát giao thông An Lạc thành phố Hồ Chí Minh có hành động đạp ngã thanh niên điều khiển xe vi phạm đang lưu thông trên đường. Đoạn clip trên được cho là đăng tải từ trưa 30 tháng 4 với 19.000 lượt chia sẻ, 21.000 bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Liên quan đến vấn đề này vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã vào cuộc xác minh nội dung clip nói trên. Hình ảnh trong clip thể hiện một người mặc sắc phục cảnh sát giao thông, gần đó là một thanh niên ngồi dưới lòng đường với vết chảy xước ở tay và chân. Giọng người quay clip cho rằng cảnh sát giao thông đạp xe người vi phạm và hành động như thế là rất nguy hiểm. Cán bộ cảnh sát giao thông sau đó dừng xe gắn máy của thanh niên sát vào lề đường và đề nghị người dân đi đường di chuyển để tránh ùn tắc. Sau đó cảnh sát giao thông đề nghị người quay clip tấp vào lề đường và lấy bằng chứng ra. Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc xảy ra vào trưa ngày 30 tháng 4 tại quốc lộ 1A tại thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh là địa bàn quản lý của đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về vấn đề này, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh nội dung thông tin clip nói trên. Vào tối ngày hôm qua, mùng 1 tháng 5 trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho hàng rộng khoảng 300 m2. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện lực lượng đến hiện trường để xử lý đám cháy. Tuy nhiên trong quá trình chữa cháy thì hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị ngạt khói và nhập viện cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của hai cảnh sát trên đã dần ổn định. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, lửa bùng phát từ kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kingfish có diện tích 300 m2, nằm trên đường D6, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan đã điều động 17 xe chữa cháy và 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, Quá trình chữa cháy có hai cán bộ chiến sĩ bị thương nhập viện cấp cứu. Đến hiện tại sức khỏe của hai chiến sĩ đã ổn định. Vụ cháy đã gây thiệt hại kho kinh phí, kho chứa thiết bị gia đình cùng một số hàng hóa đã chưa ước tính được thành tiền. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của nhiều người, một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển lao động với mức lương cao để lừa đảo. Những cái bẫy răng ra ngày càng tinh vi rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo tiền mất tật mang mà còn chịu gánh nặng về tâm lý. Trong sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và tổ chức trẻ em rồng xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ lương cao. 5 nạn nhân gồm 3 nam và hai nữ đều ở tỉnh Tây Ninh được giải cứu từ khu kinh tế Bò Kẹo Lào đưa về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Qua điều tra xác minh ban đầu với chiêu bài việc nhẹ lương cao, các đối tượng mua bán người rủ rỗ 5 công dân làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Thái Lan làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng trên đã đưa những người này đến làm việc tại khu kinh tế bỏ kẹo Lào. Ở đây, các công dân bị cưỡng bức làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày phải làm việc từ 13 đến 18 giờ. Nếu không đủ, chỉ tiêu sẽ bị bạo hành, không trả lương. Nếu muốn về Việt Nam, các nạn nhân phải trả từ 150 đến 200 triệu đồng. Thưa quý vị, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã động viên tinh thần, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu, đồng thời chuyển tuyến để các nạn nhân đoàn tụ với gia đình và hỗ trợ tái hoạt nhập cộng đồng. Đây là lần thứ 3 trong năm 2024, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giải cứu nhiều nạn nhân là người Việt bị lừa bán ra nước ngoài làm việc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Liên quan tới vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột nặng phải chuyển viện. Trong đó một bé trai bị sốc nặng phải thở máy. Ngày 2 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho biết đang tích cực điều trị cho 6 bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Theo đó, các bệnh nhi này được chuyển từ Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Long Khánh, lên với triệu chứng là nhiễm trùng đường ruột. Trong đó, hai bệnh nhi trong tình trạng nặng, bốn bệnh nhi còn lại không nặng lắm. Đặc biệt, bé trai 7 tuổi vào viện trong tình trạng suy hô hấp sốc nặng. Sau đó, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu hồi sức, đặt nội khí quản, bù dịch chống sốc, truyền kháng sinh cho bệnh nhi. Tuy nhiên, tình trạng của bé trai vẫn còn khá nặng. Hiện bé đang được thở máy, truyền dịch chống sốc và dùng hai thuốc vận mạch để nâng huyết áp. Cũng theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, thông báo đang chuyển thêm một bệnh nhi trong tình trạng rất nặng lên điều trị. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh Đồng Nai vừa có báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xảy ra trên địa bàn. Đã có khoảng 250 bệnh nhân với triệu chứng ngộ độc thực phẩm do số lượng bệnh nhân quá đông, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã mở thêm một đơn vị cấp cứu và điều trị ngộ độc. Vâng, cũng theo trình bày của chủ cơ sở trong ngày 30 tháng 4, tiệm này có phục vụ 1.100 ổ bánh mì, sáng 500 ổ và chiều 600 ổ. Cũng theo báo cáo, tiệm bánh mì nói trên là diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.